Úi trời đất ơi. Ây cha cha. Tiêu rồi. Ủa không quả? Anh không ngờ luôn đó Thắng. Sao anh? What? Hình ảnh của một nghệ sĩ, của một á quân cười xuyên Việt với bao nhiêu hào quang thành công mà bây giờ đi cút đất vậy hả? Còn đâu có gì đâu anh. Còn đâu có gì đâu anh, vườn nhà mình thì mình làm thôi anh. Vườn nhà mình? Vườn nhà mình thì mình làm thôi, đâu gì đâu. Ủa? Vườn này vườn em mà anh tưởng cái đường đi thôi chứ. Vườn chứ, đường đó, đường nào mà bự vậy? Wow, nhà này có vẻ ế xô quá hay sao, về vườn luôn rồi cưng. Không anh ơi, cái này mình anh tranh thủ những cái lúc mà rảnh rỗi đó, mình về thăm lại vườn tược của mình mua nhiều quá thì mình phải về chăm sóc cho anh. Hả? Gì? Mua nhiều hả? Ủa anh nghĩ em chỉ ở đây thôi hả? Ai biết, thì thấy đào đào tưởng đâu đi đi móc giun vô cho cá ăn. Không, này là em đào để chia đất về bớt với phần cái vườn bên kia, tại vì vườn kia bự quá thiếu đất. Wow, còn vườn bên kia nè, khủng khiếp thiệt. Trời ơi Thắng ơi, vậy mà anh tưởng đâu là em hết thời rồi, em bị nghèo nàn lạc hậu rồi, em bị nghèo nàn lạc hậu rồi, em về vườn hóa ra là ví dụ con dư gì á cho anh cỡ chừng chục hecta được không? Chục hecta hả? Ừ, đất xanh đẹp. Em không tính hecta, em tính mẫu rồi. Trời ơi. Bây giờ em dẫn qua đó tại vì em có đứa em nó coi vườn giùm em. Trời, xuất sắc em ơi. Trời, giàu có nổi tiếng quá. Vậy là kính thưa quý vị, ngày hôm nay chuyện đó chuyện đây, có khi là chúng ta sẽ được khám phá quá trình làm giàu của diễn viên làm Thắng. Mình giới thiệu quá. Vậy không, mình giới thiệu khung giờ thôi. Bình thường thôi. Dạ, khung giờ quen thuộc của chúng ta đó chính là 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Chuyện đó chuyện đây, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và ngày hôm nay hãy sẵn sàng để làm giàu không khó cùng với diễn viên Lâm Thắng nha. Chuẩn bị tham gia bất động sản. Giờ có cái gì cần phụ không? Anh xách cho. Cái này nhỏ đó là đựng sách. Cái lớn này. Ủa qua vườn nghe em chơi mà. Không vui hả? Vui đi. Trời, cho mấy mẫu đất là đi liền. Bây giờ mình đi mà người quý khán giả đi chung luôn nha. Dạ, xin mời quý vị nha. Đi luôn nha. Trời ơi, vườn hả mà trồng nhiều không? Trồng gì vậy? Cây gì cũng có. Làm gì anh Hoàng? Cây. Vườn cây. Cái vườn. Mẫu. Một mẫu. Đúng một mẫu thiệt luôn á. Thì đúng rồi, vườn cây nhà em tính bằng mẫu mà. Ủa tưởng giàu có rồi giờ đi mua đất mua đai làm đại gia bất động sản, một tấc đất bằng một tấc vàng, giờ được chắc mấy tấc vàng rồi đó. Ủa anh ơi, anh nghe không kỹ. Nó nói vườn cây mà ở đây là vườn cây siêu nhỏ. Vườn cây siêu nhỏ. Anh phải hiểu vấn đề đó. Mà anh thấy không, vườn cây này xuất sắc không? Anh muốn cây gì có cây đó. Cái gì? Cây bưởi phải không? Hay ta, đúng rồi, cây bưởi. Trời, trái bưởi nè. Đúng rồi, đó, anh có thể lấy lên được mà. Chua cha mấy em biết thôi. Đó. Em ơi, có khi em đặt giải Nobel luôn. Cái này ăn được chứ bộ anh. Trời, ăn được hả? Ừ. Không những bưởi này hen, còn có cây dừa này hen, rồi cây cọ này hen. Trời ơi, còn cây chuối nữa, trộn mấy cây chuối kìa. Đó, thấy không anh? Đất xét luôn hả? Đất xét hết, chỉ có cái đất này nè. Xuất sắc chồng nè, đất thiệt. Ủa tưởng đất giả. Đất thiệt em lấy đó. À là em cào đất rồi mình ra đây mình chăm bón cho nó. Đúng rồi, xuất sắc em ơi. Hay không? Hay quá. Mà ai mà trông được cái giường này cũng khéo tay quá, xanh mướt mà. Giờ muốn gặp thằng em của anh em đúng không? Đúng rồi. Rồi để chút đi, em kêu nó ra liền. Dẫm. Hả kìa, make up vô dặm mặt cho anh Thắng kìa. Dặm mặt cái gì? Dặm đây nè, đây là Mỹ Dặm. À Mỹ Dặm hả? À Dặm là tên của bạn này đó. Em tên Dặm anh. Đây là thằng em của em. Ồ, đó đây là thằng Hoàng Number. Quá dữ, giàu có quá rồi, mướn người thuê người đi coi giường luôn, ghê thiệt. Không có bớt lại, nãy giờ em cũng hơi lố thật. Ra em cũng giấu dành cái giường cây này nè. Em chỉ lại cũng em cũng lại giống như anh con ké thôi. Chứ thật ra này tất cả Dặm. Ủa chưa nói, chưa giới thiệu luôn. Vậy là Dặm mới là chủ thật sự của cái khu vườn sinh thái này đúng không? Trời ơi, bẽn lẽn hay chứ. Người ta khiêm tốn, người ta là chủ, người ta ít nói, người ta không dám nhận bừa.
còn gì đâu mà hành hạ đồng nghiệp sách hả cái thẻn này thì sẵn mấy cây số thì sẵn dịp đó thì anh đẩy thì em đưa luôn chứ sao giờ. Trời ơi thiệt á, bây giờ gặp chủ thật sự rồi, chào Dậm. Như vậy là giống như Thắng đã giới thiệu, Dậm mới thật sự là chủ nhân của cái khu vườn rất là xinh đẹp này. Cho mình hỏi nghe Dậm ơi, Dậm làm cái khu vườn này trong thời gian bao lâu? Cái này thì nó cũng góp lại cũng nhiều lắm anh. Thì mỗi cây thì nó sẽ có những cái khoảng thời gian khác nhau. Mỗi cây đúng không? Dạ. Thí dụ cái dừa. Cái dừa thì tầm 3-4 ngày. 3-4 ngày. Một cái cây nhỏ vậy mà tích 3-4 ngày. Dạ cũng tùy anh. Nếu mà nói cây dừa thì nó nhanh á. Còn những cái cây mà nhiều lá như mọi người nhìn thấy ở đây thì nó lại rất là nhiều luôn. Rất là tốn thời gian luôn. Mà cái khoảng thời gian nhiều nhất là khoảng bao lâu? Nó phải tầm hơn nửa tháng anh. Từ cái cây mà... là hơn nửa tháng. Nói chung cái vườn này mất cả tháng trời đó. Hôm nay hơn tháng luôn. Hơn tháng luôn á chứ. Nếu mà gặp bây giờ cho 3 tháng hè luôn. Rảnh đó. 3 tháng hè là được cái vườn này. Hay quá. Đẹp quá. Ủa mà ý tưởng từ đâu ra? Cảm hứng như thế nào mà tự nhiên Dậm muốn làm một cái căn khu vườn vậy? Nói chung thì em cũng xuất phát từ dân quê anh. Em đi lao động ở trong này rồi. Quê đâu? Em quê miền Trung, em Quảng Ngãi. Nên là cũng gắn liền với lại tuổi thơ thiên nhiên cũng nhiều lắm. Cho nên mình vô thành phố mình cũng hay nhớ quê. Rồi thời gian rảnh thì mình làm cái này để hồi ức lại. Vậy là về công việc chính của Dậm hiện tại là công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang phụ hồ anh. Ồ trời, trời. Một người là chuyên làm về hồ. Ồ. Mà bây giờ lại khéo tay để tạo lên những tuyệt tác. Tại anh Hoàng biết không, thường á nha. Thường mà em cảm nhận nha, những người nếu mà là họ làm phụ hồ là tay chân sẽ rất là cứng cáp và mạnh mẽ, bị thô ráp. Không ngờ có thể rất là khéo tay luôn. Cái tay là cũng là hằng in nhiều dấu vết, dấu ấn của lao động. Nhưng mà sao khéo dữ vậy ta? Sao khéo vậy ta? Trời ơi, có mấy hoa tay mà sao khéo dữ? Có hoa tay anh ơi. Không có hoa tay mà làm được như vậy. Dậm ơi, vậy có bao giờ bạn tính là kinh doanh về cái này không? Đẹp quá mà. Lúc đầu thì cũng có suy nghĩ như vậy. Cũng có hướng. Nhưng mà không thành công anh. Không thành công? Có nghĩa là mình khởi nghiệp nó chưa được thuận lợi. Nhưng mà cho anh hỏi là lúc và thời điểm đó mà em bán ra đó, là những đối tượng khách hàng nào là mua của em? Thường thì sẽ là những người trên hội làm tiểu cảnh anh. Những người chơi tiểu cảnh, những người chơi non bộ rồi. Nhưng mà khi mà họ hỏi giá mình nói thì... Tại vì mình công phu quá mà, tỉ mỉ quá mà. Không phải đâu, nói chung giá trị nó không cao. Nói chung là em chỉ ước lượng theo kiểu công lao động phổ thông của em thôi. Ví dụ như em làm hồ của em là một ngày 350. Thì ví dụ như một cái cây em làm 2-3 ngày thì em tính theo tiền công. Nhưng mà mình lại rút ngắn bớt, có nghĩa là mình tính khoảng 1-2 ngày thôi. Ví dụ như cây dừa này mình lấy 500. Thì nhiều người nhìn vô lại nói nó quá lớn quá. Cái này cũng hơi khó nhưng mà thật ra nha, cái này ngoài cái khéo tay còn là chất xám nữa. Tại phải suy nghĩ, tưởng đúng. Tượng. Nếu mà họ không thể tưởng tượng ra cái này, phải nói là kiểu 3D anh Hoàng, đúng không? Chính xác. Phải tưởng tượng ra được thì mới làm ra được. Nói chung là em muốn thổi cái hồn nó vô thật nhất có thể. Ví dụ cây dừa thì mà hai anh có thể thấy thì nó sẽ có cả sơ dừa lên trên. Sơ dừa đúng rồi đó ha. Nè, anh thấy mấy con đuông dừa đang bò lắm. Như cây bưởi thì nó sẽ có cái lớp vỏ bưởi, nó vẫn có cái vỏ bưởi ngoài mình. Thấy chưa? Có vỏ bưởi luôn, thấy chưa? Vỏ bưởi để mình đắp vô thân. Như cây chuối thì nó vẫn có luôn cái bẻ chuối khô. Nói chung mỗi cây thì nó phải có thành phần thực. Qua đây nè. Cái này phải coi. Sao? Bẻ chuối khô là chính xác nha, đó. Bẻ chuối khô luôn. Khô đàng hoàng, khô đàng hoàng nha. Ôi, vậy là cái này thật sự nó, nếu mà tính về giá trị thì em thấy là vẫn còn quá rẻ đó anh Hoàng. Thiệt á, mà cái vườn mới gặp mưa hay sao á ha. Mình cứ đi làm về rồi thấy thích thì ngắm nó rồi ưng cũng đem tưới. Thực ra thì nó không phải cây thiệt, nhưng mình làm lúa thôi. Mình đi làm một ngày về mình mệt mỏi ha, cái xong mình ra về mình đặt cái ghế bố đi anh Hoàng, tưởng tượng đặt ghế bố cái mình nhìn cái vườn của mình. Trời ơi, tôi về Bến Tre nè. Muốn về đâu về đó. Cái này cảnh này Bến Tre chứ, nhưng mà chắc thiếu kênh rạch rồi. Này đất không à. Nên làm kênh rạch được không? Được anh. Được luôn. Nhưng mà em không có thời gian thôi. Anh Mỹ Dậm sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính là phụ hồ cho các công trình xây dựng. Tuy tính chất công việc của anh khá bận rộn, vì lương được tính theo ngày công, song anh Mỹ Dậm vẫn mang một tâm hồn nghệ sĩ bên trong mình. Anh vô cùng yêu cái đẹp, thích quan sát thiên nhiên và ngắm các sắc thái của màu sắc. Anh cho biết một lần về quê bạn chơi, anh đã phải lòng cảnh sắc thiên nhiên xanh tươi trù phú của miền Tây Nam Bộ, nên anh quyết tâm tái hiện lại những mảnh vườn ấy trong chính căn nhà của mình. Từ những vật liệu thô sơ như sơ dừa, lá cây khô, đất sét,
băng keo giấy, anh đã tạo nên một mảnh vườn siêu nhỏ với đủ thứ cây, từ cây dừa, cây chuối, cây đu đủ, cây bưởi, vân vân. Đây có thể nói là một tiểu cảnh siêu thực đến từng đường vân kẽ lá. Khó mà tin được một tác phẩm tỉ mỉ như thế này lại đến từ một người có bề ngoài hết sức giản dị như anh. Cũng bởi vì độ tinh xảo từ những tác phẩm này, những video của anh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Cũng từ đó, tiếp thêm động lực để anh Mỹ Dậm đã sáng tạo nên nhiều loại cây của quê hương Việt Nam. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Chuyện Đó Chuyện Đây. Và kính thưa quý vị, đây chính là gốc làm việc của anh Mỹ Dậm. Và không ngờ, từ bàn tay của một chàng trai chuyên về làm hồ nhưng mà vẫn có thể chế tạo ra, chế tác ra những siêu phẩm siêu nhỏ như vậy. Wow, nhìn cưng hết sức. Nhưng mà với những cái nguyên liệu, những vật liệu, rồi những dụng cụ như vậy, là có ai tư vấn cho Dậm không hay là Dậm tự tìm tòi mà học hỏi? Cái này thì lúc đầu thì em hay tìm tòi trên YouTube. Rồi nhưng mà về vật liệu thì mình tìm ở, mình làm những cái thùng việt á, những cái cây liên quan thùng việt thì em hay tìm. Nói chung thì em ở ngoại ô Sài Gòn, rồi nó cũng hơi gần với những đồng ruộng á, thì em hay qua ngoài đó em tìm những cái đồ nó phù hợp, nó thích hợp với cái cây của mình để mình làm. Nhưng mà Dậm, cho thắc mắc anh hỏi cái được không? Tại vì em nói em là người con của miền Trung đúng không? Ở Quảng Ngãi đúng không? Nhưng mà tại sao em lại có ý tưởng mà làm về những cái vườn cây mà này là giống như là đặc sản của miền Tây? Thì cũng có hồi vô Sài Gòn làm thì cũng có quen mấy ông phụ hồ, mấy ông thợ đó, cũng hay xuống nhà ông chơi, ông rủ về chơi, xuống Bến Tre rồi. Nhưng có lần em xuống Bến Tre thì đặc biệt em thích, thì cảnh rất là đẹp, có dừa có đồ, rất là thích luôn. Sau em về thì lần lên cái ý tưởng làm cái dừa. Nếu mà nói ra cụ thể, ví dụ như cây dừa mọi người thấy thì phải cần tới bẻ chuối khô, lá chuối khô. Lá chuối khô. Lá chuối khô, đây khô, những cái thứ mà đang đó, trước mặt gần đây em thắng. Đó, chuối khô. Thì đây là hai cái thứ làm nên cây dừa này. Đó là bẻ chuối khô và cái sơ dừa. Sơ dừa thì đi lụm chứ không phải là đi mua mấy cái sơ mà để bỏ cây cảnh thì nó không đẹp. Ồ, coi như mình gấp nhặt từ ngoài đường phố đi luôn. Đi tìm rất là lâu anh. Lá dừa. Em làm chất liệu nào? Nó làm từ bằng phim nhựa anh. Nó là giống như nó mỏng lắm, giống như phim chụp X quang của mình á. Mấy cái sữa rửa mặt đó là để làm gì em? Không, đó không phải sữa rửa mặt đó. Đó là màu sơn dầu. Cái này người ta cho em á. Nhưng mà thật sự đó chính là cái tình cảm của mọi người hỗ trợ động viên cùng với Dậm. Cũng có rất nhiều người giúp đỡ em rất nhiều. Rồi cái thân gỗ là từ cái gì Dậm ơi? Cái lúc đầu thì khi mà mới lên ý tưởng em không biết, em là lấy cái móc treo đồ của mình á. Thì mình bấm ra một đoạn dùng. Sau này thì mua móc treo đồ phí quá. Xong em đi mua mấy cái kẽm này. Rồi về mua ký thì cũng rẻ. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái kẽm, cái mấy dây kẽm á. Đây này, kẽm đây loại này nó lớn. Nó cũng giống như móc treo đồ. Làm cái xương cho cây. Đúng rồi, ở trong cái lõi này nó là xương. Thì mình có thể bẻ được. Cái còn cái mô hình này là em làm luôn ha, em tự làm cái này đó. Thời gian ở đây thì em tập trành hơn, do hồi xưa thì em cũng học xây dựng giờ cũng mong muốn rồi vô công ty xin việc nhưng mà không có cơ duyên, không may mắn, sau mới đi phụ hồ ấy chứ. Đúng là Dư Dậm nói á, nhiều lúc học tài thi phận, cái duyên mình chưa đến với những công việc mà mình đang mong muốn, nhưng mà thật sự có khi đó lại là một cơ hội để Dậm có thể tự do sáng tạo ra những mô hình rất là đẹp. Mà ấn tượng đây là nó siêu nhỏ, siêu thực luôn. Mà bây giờ mình cũng tò mò quá, không biết là công đoạn chế tác như thế nào. Rồi bây giờ thầy Dậm hướng dẫn cho hai học viên làm món nào nè thầy Dậm. Rồi bây giờ thôi mời hai anh làm chung với em ha. Rồi làm chủ thử một xíu công đoạn về cây dừa đi ha. Đó, giờ coi thầy làm trước, làm mẫu trước nè. Rồi ngồi coi nha. Cái đó là cái keo hả? Này kéo cái vòi keo nhỏ anh. Để mình làm cái này nó mới dễ. Chi tiết nhỏ là phải làm cái vòi keo nhỏ. Trời, chi tiết nhỏ là phải làm kéo mỏng này luôn đó Thắng. À, cái đó mục đích làm để làm cái vòi dẫn keo ra. Vòi dẫn keo ra cho nhỏ. Bây giờ dây đồng đó mình sẽ làm cái cuốn lá trước nè. Không, cái này là cái gọi là cái bẹ. Cái bẹ rồi. Thì sẽ chấm vô keo sữa. Chấm vô keo sữa. Chấm vô trước. Đó, bắt đầu mình dán lên. Để cố định ha, cố định. Rồi, cố định nó. Mà có khi hả mình muốn tạo hình cũng dễ ha. Rồi. Thì keo nó giúp mình giữ được cái dây nó khỏi chạy thôi. Nhưng mà chủ yếu là cái này.
cái này thì cái này là keo 5 lá 2. Đó, keo 5 lá 2 thì nó mới dính được, còn cái keo nãy keo sữa là để nó định hình cho nó khỏi bị chạy. Chứ rồi xong cái mọi người chích keo cho thôi. Tại vì nếu mình xài cái keo 5 lá 2 sớm quá thì sẽ bị cứng luôn, nó sẽ không, mình không định hình được. Không, bỏ keo 5 lá 2 vô thì khi mà dán keo 5 lá 2 với cái dây đồng không á thì nó bị chạy. À, keo sữa là mục đích là để nhanh khô. Đúng rồi. Thì đó, xong thì nó sẽ dính vô vậy thôi. Thì một lá, thường thì một cây dừa nó sẽ khoảng 20-30 tàu lá. Thì mình sẽ dán hết cái đống này thì bấy nhiêu cũng được đủ một cây. Thôi hai anh muốn thử không? Thầy làm thử cái đó trước đi. Là xong chưa cái đó là rồi, xong rồi đó. Xong rồi. Bây giờ mình làm thử. Ủa làm sao vậy đó? Được. Xong là mình phải sơn. Xong rồi. Mình mới sơn sao? Dạ đúng rồi. Để mà cái này là mình phải sơn. Mình gắn lên trước rồi mình mới sơn. Đúng rồi. Tiễn sao mà khéo tay quá trời vậy? Cái đó hồi đầu tiên mới làm thì mình dùng mình kéo anh. Còn sau này nữa, tại vì mình không có thời gian, với lại nếu mà làm để được ra mỗi cây mình muốn á, thì để nó đẹp hơn mình phải dùng máy móc. Với là mình phải vẽ trên máy tính. Xong cái mình đi thuê chỗ họ cắt theo tiếng theo giờ. Nếu như mà mình có tiền thì mình sẽ đi cắt, còn không có tiền mình cắt bằng tay. Cắt tay hay cắt máy? Cái này em cắt bằng máy. Cắt tiếng của nó khoảng 400-500 ngàn á. Mà một tiếng của nó cắt không gì được 2 cây dừa. Tính ra cũng đầu tư quá đúng không? Mà vốn từ ban đầu là như thế nào, em tự làm đó hả? Dạ. Thì đó, đam mê mà bỏ tiền túi ra làm hết á. Dạ, quý vị khán giả ơi, em đã làm được rồi nha, em đã hoàn thành rồi. Đó, mình có này tay trái. Bữa nào đi diễn ra rảnh cái em ngồi về em làm tao lấy dừa, lấy chuối đồ. Đó, cái của em nó cũng đẹp quá, nó ngay trung tâm luôn hả mọi người. Có điều nó hơi dư keo một xíu thôi. Chưa quen. Nhưng mà mình xịt màu lên, xịt sơn lên là nó che hết à. Che hết. Đây, này thì sẽ dùng màu acrylic để mình quét. Sơn xong thì mình sẽ quét tạo cái sóng ở trên cho nó. Cọ này nó cũng hơi bự cho nên là nó không hơi bị lem. Phải là dùng cọ nhỏ hơn đúng không? Kìa, chưa gì mà nó ra được cái thần thái của cây dừa kìa. Chưa đâu, nó khô, nó còn ra. Đúng rồi, nó sẽ xuống một lớp màu, mình phải canh nó. Em làm mấy cái tàu ở dưới nha. Tại vì mấy cái lớp ở dưới thì nó màu ố hơn á. Mình lại đi cái sóng không à? Dạ, sóng nha. Sống. Làm cho sóng nữa không? Đường làm chính. Trời. Tao anh Hoàng làm coi thử đi. Trời ơi trời. Mấy em ai đúng... mà làm lem lút được như em. Em đúng tinh thắng luôn, em thắng không kịp luôn á. Không kịp. Làm đưa cái sơn vô cái lem hết nguyên cái tàu lá của người ta không, rồi. Mày dặm ơi, phải công nhận, em phải anh với anh Hoàng công nhận điều là Ngưỡng mộ em quá. Thiệt, em làm quá đẹp. Rõ ràng là chúng ta đều có những sở trường và sở đoản riêng. Và riêng với dặm á, thì lại rất là khéo tay, có óc quan sát. Và đặc biệt là cái niềm đam mê cháy bỏng trong lòng dặm nữa. Cảm ơn dặm ngày hôm nay đã hướng dẫn cho Hoa Rapper cũng như là Lâm Thắng hiểu được cái tính chất một công việc mà hiếm ai có thể theo đuổi mà làm một cách tinh tế như vậy. Thì cũng thông qua chương trình này thì anh cũng muốn gửi đến dặm một lời chúc là chúc cho em sẽ có thật nhiều sức khỏe ha, rồi gặp được nhiều may mắn và nhiều cơ hội hơn để phát triển cái tài năng của mình. Và mong là qua chương trình này khán giả sẽ biết đến em. Cảm ơn dặm nha. Dạ anh cảm ơn Hoàng. Cảm ơn em. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Chuyện Đó Chuyện Đây ngày hôm nay. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi vào khung giờ 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Với Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi để chúng ta khám phá thế giới muôn màu muôn vẻ này. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.